Ok, mời lên em. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một con game vừa mới vừa cũ luôn. Game này có tên là Trinity Fusion. Thì lúc trước tôi đã chơi con game này trên kênh một lần rồi. Anh em thì nào nhớ thì chắc có từng xem qua chắc cũng biết đây. Hồi xưa Đâu thôi. game hả? Này là phần 1 đi chơi Ông hồi chưa đó mở cách thử đây lần cũng nào, nửa ông năm chưa rồi, mở lần 7 nữa tháng rồi. luôn không? Trinity Cơ Fusion, một bản con là game bối dễ cảnh chán luôn. 2D rất là độc đáo nha. Đây, nó rất là hiện đại luôn, công nghệ luôn. Game này hình như để cả 5S có chơi 1 lần rồi. Phiên bản hiện tại là cái phiên bản Early Access thôi. Dev cũng ghi rõ ở đây là sẽ tập trung vào cái mùa đông 2023, tức là trong vòng khoảng 2 tuần nữa đó sẽ ra mắt cái phiên bản chính thức của game này. Nói chung là phiên bản hoàn chỉnh luôn đó, chứ không còn giai đoạn Early Access nữa. Đây. Về cái giá là có thay đổi không? Vẫn chưa có ra mà cái quyết định cuối cùng. Anh em có thể cân nhắc cái phiên bản Early Access ngay bây giờ. Lúc trước đã từng giảm tới 40% rồi. Anh em có thể trông đợi một cái giá tốt hơn đó. Cái bản mà tôi đang tải này á là cái phiên bản chính thức đầy đủ nha, chứ không phải bản Early Access. Nên chắc lúc mà anh em coi cái video này thì nó có thể hơi khác một tí với cái bản anh em chơi. Thì Dev cũng ghi rõ rồi. Chuẩn bị là ra mắt cái phiên bản chính thức này. Nên chắc cũng không khác biệt nhiều lắm đâu. Kinh lập dư lâu cấp cung á. Game này khá là thú vị nữa hả? Game tải tí nó rộng nên lướt lướt coi cái nhà phát hành với bên này à. Họ có những game nào. Lúc trước thì họ có mấy con game đây. Phiên bản mô phim 2014 vẫn là con game 2D với cái lối đồ họa rất là dễ thương nha. Giao ao này sao tạo hình giống Hoàng tử 34 vậy? Ếch nè, ếch nhìn giống hình DK 5S luôn. Game này chắc co-op nhiều người chơi. Ờ, PPP online co-op luôn. Game này thì cũng là tác phẩm đầu tay của họ mà hơn 500 đánh giá thì cũng rất thành công rồi. Không phải đầu tay nữa mà cũng qua vài con game rồi đó. Thì đây có thể là con game lớn đầu tiên của họ. Đây, trên cái nền tảng này. Trinity Fusion. Mình có thể là một cách cứu thế giới mà đa vũ trụ luôn. Google Live. Thì vẫn là mấy cái thẻ quen thuộc với dòng game 2D này thôi. Ừ, nhìn mấy cái thẻ này là thấy trình độ của tôi là chắc ngáp ngáp trong game mình đó. Hy vọng là nó có cái chế độ dễ một tí. Rồi, sắp tải xong rồi. Chúng ta chuẩn bị vô game thôi. Nếu coi có bật VSync, gsync gì chưa. Ok. Tên GTT VIP. Vệ sinh không? Đây, tắt cái vệ sinh nó mới chạy được. Limit farm gate à? 144. Chất lượng đồ họa. Cái phần này cũng ấp sành, nó cũng cải thiện thêm rất nhiều so với cái hồi tôi chơi nó nè. Chuyển qua chế độ tai nghe đi. Game này thì chắc dùng tay cầm đi cho nó dễ. Bắt là B hả? Cao phích. Rồi, cao phích thì ok rồi. Mình John Lơ. Keyboard. Âm thanh. Gameplay
rất là nhiều ngôn ngữ nha. Tắt cái này. Game time cũng không cần đâu, tắt luôn cái FPS được rồi. Rồi chúng ta vô game lock bar. Độ khó không có độ khó dễ mà mới vô cái đẩy thẳng để sinh tồn luôn rồi. Quái bây giờ sẽ đánh mình ít đam hơn, dễ hơn. Chơi mức dễ thì tôi cũng chưa chắc là đủ trình đâu. Bây giờ mình nên làm gì bây giờ? We created the multiverse in our hubris, each world with a singular purpose serving the whole. The underworld, full of life. Đây là cái thế giới mà họ đã tạo ra, mỗi thế giới có đặc trưng riêng. Orderly, underworld, a factory world with everything in its perfect place. Game này nói về đề tài đa vũ trụ. The hyperworld, where science and art spun out to the limits of inspiration. And Prime, the center, organizing it all. Prime, where we enjoyed what we'd wrought for a while. Cho đến khi but we lost control. Chúng tôi mất kiểm soát. The hyperworld went first. Its citizens changed themselves beyond recognition into superior beings. Hyperworld là cái nơi đầu tiên mà bị mất kiểm soát đó. The machines rose up and overthrew us in the overworld. And the underworld fell into chaos, ravaged by beasts, grown to massive size by the same life energy as the world. Chuyện giờ mà hỗn loạn nhưng mà những con quái vật đầy đủ hết. What's happening now is worse. Chắc đấy là mấy cái bạn chơi của mình to organize, the multiverse fell out of balance. It's collapsing. A chain reaction that will destroy us all. It's too late to stop it. Đây có thể là ba nhân vật của mình đó. Giống như cái ảnh bìa cover của game. Fuse the universes back into one. Save what. Quá dễ để dừng nó. Chỉ có cái hy vọng có thể đi kiểm soát được nó thôi. The only one who can travel all four worlds fast. Ba gia là người duy nhất có thể chạy vào ra bốn cái thế giới. Mình có thể là ba phiên bản clone của Maya không chừng. Cái vũ khí năng lượng thì sẽ tiêu tốn cái chỉ số năng lượng không? Có thể sạc lại bằng cách tấn công quái vật bằng cái vũ khí chính của mình. Sounds like the Eeyore are about to sweep this place. I better get moving. Find somewhere to lay low. Ok. Có double zoom nha. A xuống thì để nhảy. X hả? X đòn tấn công. À. Nút nó hơi ngược ngược tí. Tiếng game nó vẫn lớn thôi. Y để tấn công những vũ khí đặc biệt. Nhảy xong rồi có thể đáp thì có thể lướt nữa. Honey ngộng với cái nút hả? Cái am à? Cái này là cái gì? Hơi khó nha. Cái gì này am này hơi khó.
Vì cũng mất 6 máu nữa. Giờ B để mở, còn cái này là cái súng này thì nó sẽ xịn hơn súng mình không ta? Đây nó có so sánh đây, cái súng cũ thì đam nó cao hơn. Đam nó cao hơn nhưng mà đạn nó ít hơn nè, cái bắn nó cũng chậm hơn nè. Phần đó cái này sử dụng bằng cái gì ta, nhấc lên hả? À nó hồi máu. Thiết kế cái cửa ra đi không được. Xuống. Dưới này có đồ mà. Không xuống được. Còn gì nữa không? Thấy cái gì nó vẫn sáng sáng à. Hồi 2500 máu. Bên này có cục pin là để sạc cho mấy cái vũ khí năng lượng của mình. Nhưng mà không biết sạc sao. À, đánh vô. Có phòng ẩn luôn nha. Mình được cái súng mới đam cao hơn rất là nhiều nhưng mà ít đạn. Bắn cũng chậm hơn hả? Tức là mất 7 lần đạn. Nhưng mà đam nó tăng lên là khoảng 8 lần. Nó lại bắn rất là chậm hơn. Rồi nó dạng bazooka, rồi không lấy đâu. Tôi phái mấy cái vũ khí chém nhanh hơn. Thang máy à? Tăng tốc độ di chuyển trong khoảng thời gian ngắn. Không cần đâu. Ngắm lúc nào tôi quên tiêu rồi. Mình xin lại với bác. Đúng. Vãi. Rồi. Có cái các cảnh này là chứng tỏ nó bắt buộc mình phải thua đó. Chuyện gì đang xảy ra thế? Chúng ta đã mất kết nối với mà Maya ở Hyperworld rồi.
Something's interfering, but we've got her pattern. We'll be able to recall her. Sandara, refocus the machine. Có một cái điều gì đó can thiệp. Chúng ta thì có thể sẽ hơi gọi là cô ấy thôi. Sandara là ai ta? Sandara hãy tập trung vào một cái máy thế giới hình lục ấy. Chúng ta sẽ thử lần nữa. Hoàn thiện cái tutorial. Đây, cái đoạn mà lúc trước tôi chơi ở trong phiên bản này thì upset đây. Không có địa điểm nào khác để tìm thấy cho mình teleport. Cái gì đây? Đấy ơi. Mình cảm thấy cái gì đó. Jeremy. There's to the lens. Head north quickly. Hãy đến cái lens ở mà phía bắc. Nhanh lên. I haven't heard a human voice for months. Tôi thì không bao giờ nghe giọng nói của người trong nhiều tháng rồi. Trông thì nó rất là điên khùng luôn. Cái cảnh này lúng lúng quái nó đi. Trái qua phải, phải qua trái đâu. Cái tâm giác mình là cái gì? Cái gì? Chọn một trong hai vậy? Không có tường ẩn. Cái gì? Này là gì? Cộng 100% đam nhưng mà mất 50% mà cái giáp đỡ sẽ thương vật lý. Cái QX whip né tránh cái vụ nổ. Cái này thì hơi bị liều đó nha. Không coi như là mất hẳn cái lớp giáp của mình luôn. Khi mà mình đánh bại cái con đính địch bằng cái đòn tấn công cận chiến á, nó sẽ phao ra một cái đường đạn đạo gây 20 đam. Cái này đánh với số đông mới được. Thử cái này đều. Này là chủ teleport hồi nãy nào phải không? Năm chục điểm để mở cái đó, cái điểm đó nó nằm ở đâu vậy? À mình có 40 rồi. Cái này với cái này là cái gì vậy? Không hiểu gì lắm. Quay đầu lại bạn. Ít hai đam hơi bộ, có bộ hơi bị ngon à. Mình gây ít hai cũng nhận lấy ít hai luôn nha. Con quái nãy đánh tôi 3 đam, bây giờ nó đánh ra 8 đam rồi đó. Cái này là hồi 35% máu, máu mình 50 mà 35% là 17,5. Chỉ coi như 17 đây. Đường này lái đi rồi, không có gì hết. Cái cục đó là cái gì đó? Có đường ẩn nè, thấy không?
Nhìn thấy cái map viết quen. Vital physical energy of all living things. Life promotes growth, instinct, adaptation and the raw biological needs of reality. Ủa, hồ đề là life fills the ground with life-giving waters and other mù chữ như tôi thì bỏ tay rồi. Cái này là cái kỹ năng hay là cái nội tại bị động ta? Cái ở gần là ở gần bao nhiêu? Nhiều hay là ít? Không hiểu cho lắm. Nhưng mà lấy đi. Cause life to thrive. Life energy in its purest form is represented with the green color. Cái gì cái gì? Pin vào cái nút xuống của mình. Cái khiên là miễn nhiễm sát thương trong 5 giây. Không biết xài mấy cái đó. À, cái thang máy. Game này có bộ khám phá map hơi bị nhiều à. Cửa kìa, open door, ở dưới có cái gì xanh xanh kìa. Nói chung là để tạo đường đi thôi. Ba mươi phần trăm đam cơ bản. Cơ bản này nó có tính vô mà cái kêu của kia người ta sử dụng cái vật phẩm tiêu thụ thì sẽ tăng đam 50% trong 10 giây, 5% cơ hội hồi máu, tạo ra một cái viên ngọt hồi của mà khi quân địch chết nó sẽ hồi máu cho mình. Tôi thích cái này hơn. Không biết là nâng mát cái cây đó thì nó có ra cái gì không nữa. Cái gì? Chết. Còn đúng 2 máu. Khiếp đảm. Just keep going. Who is this? Who's there? I can barely hear you. Có thể game này mất dễ không vậy? Trên này không có cái gì luôn, lừa đảo. Đến đâu thiết kế cái đường ẩn gì. Xuống đường nào? Quái nó đông kìa. Không lướt qua được.
Được cái lưỡi hái ngon hơn, đánh tạo ra lửa nữa, đánh chậm hơn tí. Tổng cộng hồi được 25 máu. Trăm điểm mà hồi có 25 máu bây giờ. Ai đây? What? Who are you? Who are you? Một trong những kỹ sư. Thử cái tôi này nó dịch được không? Tôi là một trong những kỹ sư. Tôi rất mong đợi thì được gặp bạn ở đây. Rất tiếc là cái tôi dịch nó không có đọc được cái chữ nè, nên chịu khó dịch bằng mắt vậy. Thì hai người này là thực hiện một số cái đường để mở đường cho mình đi đến đây. Nói chung là dọn đường đó. Chúng ta vượt trội và chúng sinh sẽ tự cứu mình. Máy móc thì đang đứng về cái mà phía của em phải không? Chúng tôi thì không bị đồng bọn họ kiểm soát là tại sao? Nói chung hai đứa này là dạng như bạn chứ không phải thù đó. Bên cái thế giới bên kia á, cái thế giới mà cái gì đó, thế giới gì mà còn của bộ không á, là đã bị cái con mà Elva này nó kiểm soát toàn bộ rồi. Mình thì với cái bà Lamina gì nãy là được chu du qua bốn thế giới, thì chắc đây là cái bản clone của mình ở thế giới này thôi. Đây là cảnh báo duy nhất nhìn cho mình nếu mình mà còn tiếp cận vào cái khu đó nữa. Chưa biết nó thù hay là cũng bạn đó. Đi đâu đây? Hết máu rồi. Hồi nãy đi phải rồi, giờ đi trái. Con gì? Cái đường này phá rồi. Đó. Cái bà Maya là cái bà đang trong cái kén, dạng như cái kén ngủ đông, giao tiếp với mình qua cái mà thần giao cách cảm chẳng hạn. Tên của tôi là Maya. Tôi chính là bạn luôn. Là một trong những cái phiên bản của bạn là sống ở cái thế giới Gamer. Gamer dạng như cái đầu não còn cuối cùng còn sót lại của nhân loại á. Thì tôi đang làm việc với những kỹ sư. Có một cái trường hợp rất là nguy cấp. Tôi cần sự giúp đỡ của bạn. You're with the engineers? They're actually real? Look, if you can get me out of here, I'll help with anything. What's the emergency? Bạn đang ở bên kỹ sư. Họ thật sự tồn tại à? Hãy đưa tôi ra khỏi đây, tôi sẽ giúp bất cứ điều gì. Trường hợp khẩn cấp đó là cái gì? Tôi sẽ thấy hết trong cái chuyến đường đi. First, we need to get a device, a lens. It should be north of here. Keep going. Tất cả đang là cái vấn đề về đa vũ trụ này. Đầu tiên chúng ta cần phải có một cái thiết bị, nó là cái lens. Cái lens là dạng như cái lắp vô cái ống kính máy ảnh này, là cái vòng tròn tròn đó. Giống con game giải đố hôm qua tôi chơi á. Hôm kia nhá. Nó lại tiếp tục nằm ở phía bắc, nãy giờ đi về phía bắc rồi luôn. Là thực ra có đông tây không à. Phía bắc là hướng ở trên. Trái phải đây. Có bản đồ hay là cái gì không? Chết rồi, bấm lộn mất một cục pin rồi. Rồi M nhưng bàn phím là bản đồ. Ủa? Vũ khí của mình đánh vô quân địch thì sẽ gây ra sát thương lửa. 4 phong quơ, ngon. Viết hết cơ hội là 5%. Năng lượng chủ một cái 40. À, energy cost là 40 rồi, dam là 20. Không ngon. Giữ. Giữ để ngắm. Mình có 17 cái vàng, 6 cái xanh, 1 cái vàng. Ở trên nó cũng chả biết cái gì luôn. Cái này là những cái ghi chú thôi. Combat là mình có thể chọn Ambush mà. Ambush là những cái nâng cấp mà mình có thể thu nhập được trên cái chuyến hành trình ở đa vũ trụ. Mỗi lần thì mỗi cái thì nó sẽ mang lại một cái hiệu ứng khác nhau khi mà đầy đủ. Như là 1, 2, hình như là 3 hay là 4 mảnh gì đó.
Thu nhập cái này thì cùng một loại đó, mình sẽ kích hoạt được thêm một cái tính năng của nó, thêm một mà không có tốn điểm. Power level á, là cái ống này hả? Cái này nó sẽ cao ấp với cái nội tại của mình. Và cái cái này nè, là mấy cái điểm nâng cấp này của mình đó nè. Rồi ok, nói chung level thì cao thì tốt thôi. Cái di chuyển này hơi bị nhiều nè nha. Game này là tôi phái cái yếu tố mùa mạnh của nó đó. Vũ khí chính, vũ khí năng lượng. Sạc đó. À, nãy giờ tôi bấm không à, thiệt. Lao hả? Không, không có giữ nút đúp. Giữ nút lên với vũ khí cận chiến. Không được. Bây giờ tôi cần máu. Ê! Giật cái mình. Nó có cái tím tím trên đó là cái gì vậy ta? À cái bóng đèn. Đi có cửa ẩn. Tôi sắp chết luôn rồi. Ai sót là cái chiêu mới của mình. Lấy luôn. Nó bị dính trùng vị trí với nhau hay gì vậy ta? À không, nó chỉ là một cái thôi. Bắn ra cái viên băng á. Giữ được không? Không giữ được. Mười. Ê, 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 ê. Rồi, làm cho nó cái chết luôn. Né đòn rất là kỹ thuật nha. Nhưng cuối cùng lao vô. À, thời gian mình di chuyển qua từng cái ải nó sẽ có nó rồi. Con này Gogulai nên chết là mình chơi lại từ đầu luôn. Chỉ nâng cấp được vài cái đó thôi. Tôi nghĩ là ba cái điểm đó. Cái điểm màu xanh với điểm màu vàng đó. Wow, tôi đang ở đâu? Đây là cái gì? Tôi đã xuyên qua. Bạn nó chết nên là bị chiêu hồi về cái chỗ này. Khổ không? Đi mà bên kia mà vẫn không biết cái gì nữa. Điều rất quan trọng là mình phải quay về con đường cũ rồi đó. Mình là người đầu tiên liên kết. Tôi là người đầu tiên liên kết với bạn. This is the Citadel. Citadel. The origin point of the multiverse. Take a look around. I should be around here somewhere too. Citadel là dạng như một cái gì ta gọi là cái gì? Cái gì Campuchia, cái thành cổ gì đó, cổ thành. Nơi mà khởi nguồn của tất cả các năng vũ trụ ở đây. Nhìn xung quanh mà. Bây giờ nó kêu mình đi xung quanh để dòm dòm thôi. Có một cái gì con boss sau mình. Well, are they okay? They look like they're not really here. Almost like holograms. They're fine. There can't be more than one of us in the same place at the same time, so they're in stasis, kind of like me. Không thể có nhiều hơn chúng ta ở cùng một nơi và cùng một lúc trên cùng một thời gian. Mình với em đang nằm trong đó là một đó. Ê. Nè, là còn hai mình nữa ở bên đây nè. Một mình bên phải, một mình bên trái nè. Chắc là hai nhân vật để mình lên lóc thôi. Ủa chuyển được luôn hả? Chuyển bây giờ được luôn chứ đâu cần cái nóc gì nữa. Đây đó. À cái thang máy đi lên. Tính đâu đi xuống. Tôi tắt gùng cái tay cầm cái.
machines aren't ones to pledge their allegiance to others. Why would they make an exception for the Ewer? Bà này là cây ga hả? Máy móc thì không luôn đứng về, không có cái sự trung thành với những người khác. Tại sao nên tạo ra một cái Ewer chứ? Ewer là cái bà đứng, cái bà phản loạn á, điều khiển hết tất cả máy móc bên kia. Chắc là vẫn là một cái trí tuệ nhân tạo thôi. Bây giờ mình đang tìm hiểu đằng sau cái câu chuyện đó, tại sao để tạo ra được phải đó là cái gì. Chúng ta tạo ra một con máy, nhưng Ewer lại tạo ra chúng nó, tạo ra chính mình đó. They're humans who modified their world, bodies and minds, past recognition. They think they're superior, that's why we're at odds. But they couldn't have done it without the hyperworld we made. Nice. Nói chung mình là người lạc hậu rồi. Cái con đó nó tạo ra một cái mà tân nhân loại nữa. Đây đây. Kara, welcome to the Citadel. I'm Director Raylan of the Engineers, and I'm pleased to make your acquaintance. Lâm này là một trong những cái kỹ sư ở đây thôi. Look around. Là giám đốc luôn á. Make yourself at home. Wow, it's the big boss. Oh. You work for him directly. Sếp lớn ở đây. I do now. I actually only met him in person once, before all this happened. I was working in one of the electromagnetics labs. Thì ông này không biết ở đa vũ trụ không? Chỉ mới gặp nhau một lần thôi, nhưng mà cũng đặt niềm tin quá à. Ừ? Cái này là mình được chọn hay là không có sẵn vậy? Có thể gặp ông đó đi điều chỉnh cái độ khó nha. Đây là cái gì? Đây là cái máy thôi. Bà này nãy quên tương tác. À, cái này xem lại mấy cái thành tích ăn hành của tôi nãy giờ. Rồi dưới này là cái gì? Ai đây? Sao giống mà Robo quá vậy? Cô chắc hẳn là Sega. Wow. Cả ba đều trông mà giống hệt nhau luôn. Tôi là Sendaga. Cái gì? Bạc nơ của Sada hả? Thức cái từ bạc nơ nó có thể là người tình, cũng có thể là vợ chồng, đối tác gì đầy đủ hết. Em này thì chịu trách nhiệm bảo trì với bảo vệ cơ thể cho cái em mà Kira kia. Của cái em mà cái gì? Saga hả? Em này là Sendaga, còn em kia là Saga. We do look alike. Weird. How does it work? The Trinity process sets up a resonance that links her mind to her multiversal counterselves. Once the connection is established, we can recall and restore a counterself's body, even if they are fatally harmed. I helped work on it myself. Câu này nó nhức đầu á, không dịch đâu. Nói chung là tạo được cái nhân bản clone thì sau đó có thể cấy lại như như mình chết. Là dạng như nãy mình chết rồi mình vẫn có thể cấy lại bên đây á. Cái gì vậy nè? À cái này là những cái mình mở nãy thôi. Rất nhiều chủ đề luôn nha. Phòng thủ rồi tấn công đầy đủ hết. Gà như tôi thì chắc bui thủ thôi. Ủa ổng cho mình coi thôi chứ không có làm gì nữa hả? Nằm hết. I need to tell you. Lại tiếp tục mình là Maya ở cái vũ trụ nữa rồi. There's something going on in the lens's energy fluctuations that we don't understand. And are you even listening? Mình làm việc chậm chạp quá. Bà này nói là you're an Ewer here. That's Nilim yet. Something happened to get her exiled from the hyperworld a few years ago. I don't know all the details, but she's been working with us ever since. Cái bà này nè là cũng là Ewer nữa, nhưng mà Ewer ở vũ trụ khác nha, chứ không phải là con chùm Ewer mình đang đối đầu đâu. Cái giọng thời gian nãy loạn lạc thiệt, cảm giác như là cái gì ta, trong cái mà của Marvel có cái đa vũ trụ gì đó.
cũng có thằng phản diện nữa, nhưng mà thằng phản diện nó đứng về phía mình. Ồ, đây đây đây, nâng cấp đây. Mình đang có 10 cái xanh với mà một cái cục vàng. Tăng cơ hội chí mạng lên. Hết luôn rồi. Thanh toán thời gian bị cái bài xích out mạnh. Bây giờ 20. Tăng cái này nó chỉ tăng 10 thôi. Tăng cái này thì nó cộng, tức là nó cộng 12 vô hay là nó 10 cộng 2 vậy? Tôi nghĩ là nó chỉ tăng thêm 2 thôi đó. Nên mình cứ nâng đều hết tất cả những cái này đi. Ừ. 25% giảm đam khi mà máu mình dưới 25%. Nếu dưới 25% máu khi mà bắt đầu cái cửa, cái level đó là như cái màn chơi mới á, thì mình sẽ sang cái level kế tiếp với 25% máu tối đa. Vậy là nâng hơi bị nhiều nha. Hiện tại tôi chỉ có một cái vàng đó thôi. Em này thì chỉ nói chuyện thôi chứ không có tương tác được. Ăn tới đây. Isaac. You must be one of Maya's counter-selves. Rồi. I'm Isaac. I'll be working on supplying you with weapons, gadgets, whatever you need to defend yourself with while you're out there. Ông này thì làm việc về cái mà cái dạng như cái quản lý kho của cái này đó, vũ khí nè, mấy cái khác bất kỳ. I'm still waiting on my new tools to arrive down here. It might take a while with everything. Vẫn đang chờ đợi cái bộ công cụ của ổng được vận chuyển xuống đây thôi. I should be able to spice up your arsenal a bit. Tức là bây giờ ổng chưa có cái trang thiết bị để mà unlock được. Em này tóc hai ngôi. Ủa mà cái tóc nhìn ngộ quá. Không có thử vũ khí trong này được. Em này hiện đại quá. Thử em này ơi, tóc dài đẹp, dễ thương. Dễ thương thì cái em mà cột tóc hai bên nữa. Ủa bây giờ mình muốn đi là mình đi đâu? Đây có một cái cổng không? Không, cái thang máy thôi. Không phải ở đây luôn. Đi đâu đi ra. Chỉ có lên với xuống thôi. À đây. Đi vô cái khu xưởng nhà máy. Ủa, chỗ này là chỗ nào? Cái này nãy tôi đâu ghi hộ mà. Bạn nó bắn gì sao mà né? Bonus đam khi địch dưới 30% máu tính giờ cũng không ngon cho lắm. Nết kinh thì sẽ gây một con da, một lũ vô nỏ. Cái né đòn hả? Có phải là cái chuột không?
Rồi máu tăng 20% bonus. Ở trên đó có cái gì đó mà nó vẫn có điện nữa kìa. Chưa tay leo phọt đâu được hết. Nhưng mà tại sao mình đi vô nhà máy đâu? Thang máy này xịn sò quá. Trái phải. Nếu là tôi sẽ để đồ ở bên phải. Không có rồi. Trời ơi. Yeah. All right. Now that we have a moment, we need to look. As soon as they found out what you were doing, the Ewer have been doing their damnedest to kill me before they locked on. I know about the lenses and the hormones. In fact, I could probably do this myself. So why don't you stay out of the way and let me focus? Máu nhiều quá. Theo cái bản đồ là trên đầu mình nó còn đường nữa. Hồi nãy mình đi đường đó qua đây. Chỉ có xuống dưới thôi. Ủa, cây lưỡi hái này đam yếu vậy đó hả? Nhưng mà nó đánh nhanh hơn, tầm đánh nó lại ngắn hơn. Ủa, cái này dạng hai cái búa hả? Thôi không đổi đâu. Chứ dễ gì không đeo lên. Mình khi nhảy nó mới tăng đam thôi. Mình có đạp tường nữa nè. Thì đó là cái gì đó. Không có tương tác được.
Chỗ đó cao lắm, nhảy là không có đường nào qua luôn. Có khả năng sau này mình có cái vật phẩm rồi đó, mình mới lên đó được. Còn bây giờ thì chưa lên được đâu. Mày có cái gì nè? Trời, cái thang máy. Ây da. Ủa? Trời, con quỷ trên nó bắn không? Rồi, bye 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 bye. Này không có đồ gì luôn trời, nó ác với mình. Cái đó là cái gì vậy? Trời ơi, đánh nó xong rồi tự nhiên nó nổ đam ra không biết từ đâu luôn. Hồi máu hả? Mấy cái này đi, cái này nó nâng cấp. Rồi, một hit chết luôn. Chuyển sinh. Mà sao em này đi được cái nhà máy đó? Làm lại. Ăn hành hơi bị nhiều rồi đó nha. Nó kêu mình vô chỉnh độ khó, nhưng mà độ khó này dễ nhất rồi anh ơi. Chơi cái độ khó dễ nhất rồi mà vẫn ăn hành hả? Bảy điểm chả năng được cái gì luôn. À, mỗi nhân vật sẽ đi một cái vũ trụ khác nhau. Nhân vật này đi cái ao kit nãy nào. Nãy mình đi qua phải rồi. Không, qua trái cũng được. Cái gì? Trời, nó bắn ra ba hồn. Let me explain. The multiverse has been unstable for a while. And it's getting worse. Maybe you've noticed the effects in the underworld. The underworld? Sorry. That's just what most people call your universe where I'm from. It's technically called. No, it's perfect. Every year it gets worse. Creatures have been getting stronger. Ủa, chỗ này thấy quen quá vậy? More unpredictable. Hóa ra cái map vẫn là map cũ thôi. Nhưng mà đồ thì nó khác không? Ây.
1, 2, 3, 4, 5. Rồi nó nhảy luôn rồi. Ủa sao nâng cấp giống hịch tại gì? Nếu dưới 30% máu khi dọn dẹp cái vùng này nó sẽ hồi máu. Đánh bại quân địch. Thôi chơi cái này đi. Cho nó máu chiến lên. Tí nữa mình đổi vũ khí tốc đánh nhanh chút. Trên con đường nữa. Này là nó boost hai cái luôn. Tăng đam 50% trong 10 giây, tức là hồi máu xong rồi đánh rất là máu chiến luôn á. Nhưng mà mình chỉ có hai lót chứa dược phẩm thôi. Cung đau với nội tại là sao? Okay, so what is it's meant to fuse the immediate area of this universe with another. It's not as powerful as the harmonizers, but we can use it to temporarily fuse you. That doesn't sound safe. You'll be an entirely new person, combining both of your strengths. Bây giờ dung hợp á. Ủa có hai vũ khí mà. Ừ? Này cũ mới vậy? À cũ. Nãy mấy gì dục lại cái kiếm cho em nó rồi. Mày con cái cổng nè. Pin nút xuống. Hồi máu à. Ấy da. Né gì mà không kịp. Đóng băng tất cả quân địch trên màn hình cũng được.
xuống dưới đi, chắc tí nữa có cái tay leo cho mình đi lên. Ôi cái gì vậy? Được. Đấy, 154 đâm. Cái gì mà ổng ai vậy nhỉ? Vũ khí tối thượng à, trăm đau. Bất kỳ vật phẩm nào sẽ tăng 20% hồi máu. Defense enemy sẽ vũ khí cận chiến sẽ bao gồm cái viên đạn 42 đâm. Đòn đánh sẽ đạt thêm 30% lên quái. Không phải là quái elite. Cái này trên dưới chỗ này sao vô ta? Không biết đường vô. Cái kiếm gì quanh hết không? Khủng khiếp. Khi mi đao nhận thêm 20% đam á. Nhận bất kỳ cái hiệu ứng mà dạng như hồi nãy mình có cái cây lưỡi hái á, mình đánh ra cái đam mà lửa. Cái này thì lấy lần đầu. Cái này thì mở cái gương nó hồi được tí máu. Tôi sợ nhất đạn đạo. Soi ra thì mình đánh đam cận chiến thì nó rất là mạnh này, nên chắc không cần đóng băng đâu. Tại vì khi mình vô được cái phạm vi cận chiến để mình chém á, thì đã đủ mạnh này. Đầu ra cái kiếm đã dữ gì nè. Đó, bắn ra cái tia đạn đạo nữa. Cái vàng có kiếm hơn cái xanh nè. Không biết đi cái đường này. Tôi ghi nó không nhắc là không biết luôn. Cây này cái kiếm băng cũng khá là ngon nè. Nhưng mà có đủ tiền đâu.
Coi chơi cho vui chứ không có đủ tiền. Trời ơi. So, this lens that we're going to, it's supposed to fix the problem? Cái đóng băng hả? Save the multiverse? It's part one of the process. It will... Cái đóng băng của mình phải cái này không? Không. Focus cái này là điện. That this world's harmony... Lấy đánh từ sau lưng đi. 30% đam cũng ngon lắm. But we need to get a lens and a harmonizer in every world, not just this one. The harmonizers are all parts of a single process. Trời ơi, đất. Chết luôn. Đúng vậy, hết chết luôn. Nhật cái kiếm ma đã độc á. Do trình gà nên là không thể trách ai được. Staring at. Never seen an Ewer before. Mỗi lần gặp là mỗi khác nhau. Now I've been working here longer than you have, young lady. That's Particle Charter Nelimiat. She defected to our side a few years ago. She's always like that. Hồi nãy là cái em kia, cái em tóc dài nói chuyện chứ không phải em này. Nên lần này em này nó gặp thì nó khá là ngỡ ngàng. Có độ khó nào dễ hơn đúng không anh? Cái độ khó dễ nhất chơi không được đó. Ủa, gặp cái bà kia nâng cấp như là ở dưới. Game này phải cài một thời gian á cho trở nên cực kỳ bá đạo, đầy đủ điểm nâng cấp á, người ta hồ mà chơi. Google Live mà thì ban đầu nó sẽ nhét thành vào mồm mình. Cái kiếm nảy báo quá. Cái gì? Bây giờ chỉ đi lụm đồ thôi. Trên còn đường, dưới cũng còn đường. Cho leo lên không được. Cái máy gì trong đó gì cả, phải không? Ủa đi đây làm gì? Lừa đảo. Quân lừa đảo. Ngon.
Ê da, không nhìn thấy con đó. Cái gì? 18 máu. Một máu. Lần đầu tiên gặp con quái trên tường đó nên hơi bỡ ngỡ tí. Máu rồi. Ủa sao tay le về xa với gì ta? Ủa cái đó là cái gì? Cây kiếm của mình nó có mũi tên chỉ xuống X3 đó là sao ta? Nó gớt cái cục máu mà mình không hồi máu. Đấy. Ủa? Khoan. Ít lên ít. Hai ba bốn năm tôi vẫn không biết qua chỗ này nó là như thế nào. Ít lên ít hả? Thank you.
Cái này cứ chí mạng thì sẽ làm điểm yếu cho quân địch. Cây kiếm của mình đang là mạnh lắm. Lần này ăn hành nữa thì hẹn anh em lần sau. Tôi cảm giác như bên phải cũng có đường đó. Nó gớt cục hồi máu mà nãy giờ tôi còn nhảy ra không à. Trời ơi. Trời ơi. Gớt xuống cái là mất hơi mười mấy máu. Gây một lượng đam nên muốn được hủy trong thời gian ngắn. Trời, con này nó đi lên được. Cho heal là sao? Trời ơi, nó đi tới nơi luôn. Trời ơi, chém độn bên nữa. Quan mạng. Hết máu rồi, sắp thua nó rồi. Cái mà ít hai đam nó nguy hiểm quá. Không lên trên được. Đam khi có hơn 3 quân địch tới xung quanh mình. Máu tối đa tăng 50% nhưng hồi máu giảm 50%. Có khả năng góp một cái là gì đó. Giật cho mình. Ủa? Ở dưới còn đường nữa. Trời, mắm lộn. Con này nó bị kẹt rồi kìa. Siêu thoát cho nó luôn. Không, cái này cùi hơn.
bài lên. Lên 97 kìa. Cái 7 đúng cùi luôn á. Đam nó giảm chút xíu thôi, nhưng mà mất 30% đam. Được. Cùi, chê. Nè, nãy không biết con này nè. Cái chiêu đánh mà chết con quái để lại cái 7 nó đúng cùi đúng không? Còn thua cái chiêu mà ra cái đạn đạo nữa. Cái này thì lấy luôn thì nó đủ 3 điểm rồi, lấy lại đi. Defect quân địch thì tăng được cái tốc độ di chuyển, khó kiểm soát hơn đó. Thôi rồi rồi. Cái gì? Con cá nóc này. Ây da. Này gì vậy? À, qua màn. Chết tôi rồi. Yếu đuối gì không biết đi được nó bao xa nữa. Mạng gì đây? Wait, where are we? This is the weirdest place I've ever seen. And Maya? I can see. Đây là một nơi rất là kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy trước đây. Giờ đây Maya, tôi có thể thấy bạn. Nhìn thấy nhau là do cái bộ len thôi. Bộ len in the Hyperworld nè. Đây là cái thế giới mà bị cái con mày qua nãy nó chiếm á. Nhưng tôi không nghĩ là thế giới này có tồn tại thật sự, tôi chưa từng nghe gì nói trước đây. Em này tính cách thì khá là trẻ trung đó. Ôi em mới vô à. Em mới vô mấy anh ơi. Cái gì? Đánh không thấm nó luôn rồi. Ủa? Trời ơi, cái sàn nhà nó mất máu. Sao không nói sớm không cóc. Lần đầu đi đến cái map này mà. Đây, cái chuyến hành trình đi dài nhất của tôi. Được 28 giây ở cái mà giữa hai thế giới. In the Bedwell. Rồi. Game này rất hay nha. Tôi sẽ còn tiếp tục chơi nó nữa. Ok, hôm nay dừng ở đây thôi. Bye bye anh em.